Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay như chương trình chúng ta cùng nhau tán mạn tâm tình lịch sử về cái tự tình của dân tộc Việt. Trước hết, chúng tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị và các bạn trẻ yêu nước. Thưa quý vị, mỗi dân tộc thì đều có những cái truyền kỳ lịch sử được thần thoại hóa, thể hiện cái lòng tự hào dân tộc nó mang tính sử thi của mình. Thật vậy, cái huyền thoại dòng tiên về ngọn nguồn huyết thống Việt, tuy nó điểm vừa hoang đường huyền hoặc, nhưng lại tràn đầy cái tính hiện thực, thấm đậm cái nét nhân văn của truyền thống nhân đạo Việt Nam. Huyền sử về con rồng cháu tiên, nó là niềm tự hào của nòi giống Việt, mà đã là người Việt Nam thì từ em bé thơ ngây tới cụ già trăm tuổi, từ các bậc thức giả uyên bác cho tới người nông dân chân nấm tay bùn, không ai không một lần nghe chuyện cổ tích họ Hồng Bàng ngay từ trong nuôi mẹ. Thật vậy, ai trong chúng ta mà không biết về nguồn cội dòng tiên với thiên tình sử của bố lạc mẹ Âu tuyệt vời, mở đầu cho thời kỳ lập quốc của chúng dòng Việt. Truyền thuyết Việt Nam, nói đúng hơn là truyền kỳ lịch sử Việt Nam được hư cấu dưới cái lớp vỏ huyền thoại, nhưng thực chất lại dựa trên sự thật lịch sử được sắp xếp huyền cấu như một huyền tích, trong đó đề cao con người với ý nghĩa nhân bản truyền thống. Truyền thuyết Việt Nam biểu trưng một triết lý văn hóa cao đẹp, không những thấm đậm tính nhân đạo, tràn chứa vẻ nhân văn, mà còn tràn đầy tình đồng bào và nghĩa dục thịt, qua hình tượng bọc điều chăm trứng nở trong con. Thưa quý vị và các bạn, từ ý niệm đồng bào dẫn đến cái lòng yêu nước thương nòi, yêu quê cha đất tổ, tất cả đã trở thành cái đạo lý truyền thống của nền văn minh đạo đức Việt Nam. Chúng ta thường nghe nói đến văn miếu thì ai cũng nói rằng văn miếu ai mà chẳng biết. Nhưng mà văn miếu nó là cái gì? Nó mang một cái biểu trưng là gì? Nhiều khi người Việt chúng ta không diễn tả hết. Nhưng một nhà Việt Nam học là học giả Henri Bergamet đã ca tụng cái nét đẹp văn hiến của Việt tộc qua cái đền thờ văn miếu. Văn miếu nó không phải là nơi để mà cầu kinh hay làm bùa phép, mà là nơi trang trọng để ghi ơn các anh hùng dân tộc, các danh nhân văn hóa, các vị tiến sĩ với những chuẩn mị đạo đức để con cháu đời sau ghi sâu và tâm khảm cái bài học về đạo làm người Việt Nam xứng đáng với hoài bão của tiền nhân. Thưa quý vị, đối với người Việt Nam chúng ta thì việc thờ cúng ông bà tiên tổ là cái đạo lý làm người trong cái đời sống tâm linh của người Việt từ xa xưa cho tới ngày nay. Từ xa xưa thì người Việt coi trọng cái đạo nghĩa, nên thường nghĩ tới cái ngày giỗ của người thân hơn là chú trọng đến ngày sinh nhật của mình. Ngày nay, dù giới trẻ quan tâm nhiều đến cái ngày sinh nhật, nhưng cũng không quên nguồn cội, quên những ngày cúng giỗ người thân trong gia đình. Đạo thờ cúng ông bà là một đạo Việt, thưa quý vị, đó là một đạo Việt, thể hiện cái đạo lý làm người Việt Nam. Linh mục Carrier, một thừa sai ngoại quốc đến Việt Nam truyền giáo, đã phải thốt lên rằng Việt Nam là một dân tộc có tinh thần tôn giáo cao độ. Học giả Paulus nghiên cứu về Việt Nam cũng thừa nhận rằng dân tộc Việt có một đời sống tâm linh cao. Người Việt không làm việc họ tế tự. Thật vậy, người ngoại quốc ngạc nhiên khi nhìn thấy mỗi gia đình Việt Nam chúng ta là một nhà thờ. Nhà nào cũng có bàn thờ gia tiên ở chính giữa nhà. Và trong đời sống tâm linh Việt thì nhất cử nhất động việc gì cũng tràn đầy tính chất thiêng liêng, thờ phượng, tế lễ, cúng dỗ với tất cả cái tấm lòng trí thành. Đây chính là cái điểm đặc thù độc đáo, thấm đậm cái bản sắc của dân tộc Việt, tràn đầy vẻ nhân văn của cái triết lý văn hóa nhân chủ Việt Nam. Trong đời sống tâm linh Việt, nó không chỉ hiện hiện nơi bàn thờ gia tiên, mà cái đền thờ nó ngự ngay trong tâm thức của mỗi người chúng ta. Người Việt không tham dự vào các buổi tế lễ để được ban phát ân sủng, mà họ hiệp thông cầu nguyện như một người tư tế
với tất cả tính chất thiêng liêng của một tôn giáo. Đó là Linh Mục Kadia đã nhận xét. Cái điều này nó thể hiện giá trị cao đẹp, đặc trưng của cái đời sống tâm linh của người Việt cổ của chúng ta. Thưa quý vị, thờ cúng tổ tiên chính là cái đạo lý làm người, là cái dòng sống tâm linh thiêng liêng, cao cả truyền từ đời này sang đời khác. Chính cái dòng sống tâm linh này, đó có phần bảo tồn cái dòng giống Việt. Truyền thống thờ cúng ông bà không còn là một tập tục, một tín ngưỡng đơn thuần, mà nó trở thành một cái đạo lý của cả một dân tộc, một đạo Việt, một Việt đạo. Thờ cúng ông bà được xem như tổ tiên chính giáo của đạo làm người Việt Nam, mà Nguyễn Đình Chiểu, một sĩ phu yêu nước của thế kỷ thứ 19 đã ân cần nhắc nhở. Thả đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn sáng mắt ông cha không thờ. Người Việt Nam ai cũng biết uống nước là phải nhớ nguồn, vì công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ơn cha mẹ thề không lỗi đạo, thờ sống sao thờ thác làm vậy. Công cha nghĩa mẹ xưa nay con nguyện ghi nhớ thảo ngay một lòng. Đó là những cái bài học đầu đời của chúng ta. Đây chính là điểm độc đáo của dòng sống tâm linh Việt, vẫn tiếp nối truyền lưu trong mỗi một con người Việt Nam chúng ta hôm nay và mãi mãi về sau. Thưa quý vị, thật vậy, bên cạnh cái đời sống thực tế khổ đau trước mắt, nó vẫn hiển hiện một đời sống tâm linh sâu thẳm, thấm đậm cái tính nhân bản hiện thực cao đẹp. Chính đạo Việt với cái truyền thống tâm linh cao đẹp, vời vợi không cùng, đã tạo cho mỗi người Việt Nam chúng ta một quan niệm sống lạc quan, yêu đời, an nhiên, tự tại, nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh mạng sống cho nền độc lập thực sự, cho quyền tự do thực sự và sự ấm no hạnh phúc thực sự cho toàn dân Việt Nam. Thưa quý vị, lịch sử Việt là lịch sử của sự thăng trầm từ khi lập quốc cho đến ngày nay. Với gần 1.000 năm đô hộ của giặc Tàu, gần 100 năm nô lệ giặc Tây và hơn nửa thế kỷ, 2/3 thế kỷ nô dịch cái chủ nghĩa cộng sản vô thần Hán hóa dân tộc. Trong suốt trường kỳ lịch sử, Hán tộc bành trướng với ưu thế của một nước lớn, đất rộng, người đông, cùng với những thủ đoạn quỷ quyệt thâm độc đã xóa đi mọi dấu vết cội nguồn, bóp méo sửa đổi lịch sử, khiến các thế hệ sau chỉ biết tìm về lịch sử trong cái gọi là chính sử hỗn độn mơ hồ. Mỗi triều đại Hán tộc đều chủ trương chủ tâm thay đổi địa danh, thủy danh xưa cũ của tộc Việt, cùng với ảnh hưởng nặng nề của gần 1.000 năm nô dịch văn hóa nên từ trước chúng nay chúng ta chấp nhận tất cả như một cái sự thật mà không một chút bận tâm. Thế nhưng lịch sử vẫn là lịch sử của sự thật, dù bị sửa đổi, bị vùi lấp hàng nghìn năm dưới ánh sáng chân lý khách quan. Trước thềm thiên niên kỷ thứ 3 của nhân loại, bước sang thiên niên kỷ thứ 3, ánh sáng của sự thật soi rọi vào cái quá khứ bị che phủ hàng ngàn năm bởi kẻ thù thâm độc quỷ quyệt Bắc Phương. Thưa quý vị, thật vậy, trước đây nhân loại cứ tưởng rằng tất cả các nền văn minh Tây Phương là của Hy Lạp, của La Mã, để rồi sau đó lại thấy rằng đó là nền văn minh đến từ văn minh của Trung Quốc. Thế nhưng cuối thiên niên kỷ thứ 2, nhân loại lại ngỡ ngàng khi thấy cái gọi là nền văn minh Trung Quốc chính là nền văn minh của đại chủng Bách Việt. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là phải nhìn lại toàn bộ lịch sử Việt để phục hồi sự thật lịch sử, để xóa tan cái đám mây mờ nó che lấp xuyên suốt mấy ngàn năm lịch sử bởi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Trong lịch sử nhân loại, có lẽ không một dân tộc nào chịu nhiều mất mát trầm luân như dân tộc Việt với những thăng trầm lịch sử, những khốn khó thương đau. Ngay từ thời lập quốc, Việt tộc đã bị Hán tộc với sức mạnh của tộc người Du Mục đánh đuổi Việt tộc phải rời bỏ địa bàn Trung Nguyên Trung Quốc xuống phương Nam, để rồi trụ lại phần đất Việt Nam bây giờ. Trải qua gần 1.000 năm đô hộ với chiến thắng Bạch Đằng Giang năm 938 của Ngô Quyền đã chính thức mở ra một thời kỳ độc lập của dân tộc. Trong suốt trường kỳ lịch sử, tuy bị Hán tộc xâm lấn đánh phải bỏ Trung Nguyên xuống phương Nam, nhưng nền văn hóa của Việt tộc đã thẩm nhập vào đất nước và con người Hán tộc để hình thành cái gọi là nền văn minh Trung Quốc. Chính sử gia truyền thống đại biểu của Hán tộc là Tư Mã Thiên đã phải thừa nhận một sự thực là chắc quý vị chưa từng nghe câu này. Tư Mã Thiên
là một sử gia bảo thủ của Đại Hán, mình vẫn phải đặt bút viết rằng Việt tuy gọi là man di, nhưng tiên khởi đã có đại công đức với muôn dân vậy. Tại sao mà lại phải nói là có đại công đức muôn dân vậy? Chúng ta sẽ lần lượt chứng minh và tìm hiểu tại sao mà Tương Bá Thiên phải xác nhận một cái điều này. Ngay Vạn Thế Sư Biểu, tức là cái người thầy buôn đời của Hán tộc là Khổng Tử, cũng đã phải ca tụng cái nền văn minh rực rỡ của Việt, xác nhận mà cái tính ưu việt của nền văn minh Bách Việt ở phương Nam. Ở trong sách Trung Dung, Khổng Tử đã viết như sau để trả lời cho đệ tử: độ lượng bao dung, khoan hòa giáo hóa, không báo thù kẻ vô đạo, đó là sức mạnh của phương Nam. Người quân tử ứng xử như vậy. Còn mặc áo giáp, cưỡi ngựa, xông pha giáo mác đến chết không thôi, đó là sức mạnh của phương Bắc. Kẻ cường bạo hành động như thế. Thưa quý vị, trong Kinh Xuân Thu thì Khổng Tử đã phải ghi lại bao nhiêu cái trường hợp cha giết con giết cha, cha cướp vợ của con cướp vợ của cha, anh chị em dâm loạn với nhau, bề tôi giết Chúa. Cái điều này chứng tỏ là Hán tộc Du Mục vẫn còn là mạnh dã man, mạnh được yếu thua, bất kể tình người, bất kể luân lý đạo đức. Thế mà sách sử Trung Quốc vẫn miệt thị Việt tộc là ban gì. Các thứ sử thái thú Hán vẫn lên mặt giáo hóa dân Việt, trong khi Bách Việt phương Nam đã đi vào nền nếp của nền văn minh nông nghiệp từ lâu. Chính Vạn Thế Sư Biểu của Hán tộc là Khổng Tử đã phải đem những cái nghiên cứu sưu tập học hỏi tinh hoa của nền văn minh Bách Việt để đặt thành những tôn ti trật tự, những giá trị đạo lý cho cái xã hội Trung Quốc. Thưa quý vị, tất cả năm bộ kinh điển, ngũ kinh được xem như tinh hoa của Hán tộc đã được chính Khổng Tử xác nhận là ông chỉ thuật nhi bất tác, tín nhi hiếu cổ, nghĩa là chỉ kể lại những cái điều của người xưa nói. Và chúng ta đã tìm thấy cái bộ ngũ kinh sách Thượng Thư viết bằng chữ khoa đầu của Việt tộc, ngày nay ta đã phục hồi được cái sự thật lịch sử. Hán tộc là với cái mặc cảm là cái dân Du Mục không có cái nền văn minh, hiếu chiến hiếu sát, nhưng mà thắng giặc bằng cái mặc cảm đó, từ cái tự ti mặc cảm trở lên tự tôn, cho họ là số một, là Trung Quốc là cái nước ở giữa, và chê bai các dân tộc khác, trong khi họ lại lấy cái nền văn minh của tất cả các dân tộc khác. Thưa quý vị, cái công trình nghiên cứu của các nhà học giả trên toàn thế giới thì cái sự thật lịch sử đã được phục hồi. Khi các giới nghiên cứu xác nhận là hầu hết cái gọi là phát minh của Trung Quốc, từ nền văn minh nông nghiệp đến văn minh kim loại, kỹ thuật đúc đồng, cách làm giấy, cách nấu thủy tinh, cách làm thuốc súng, ngay cả cái kiến trúc mà nóc oằn mễ cao từ Cấm Thành là cũng là người Việt làm. Cách làm giấy, cách nấu thủy tinh, cách làm thuốc súng mà là con của Hồ Quý Ly. Kiến trúc nóc oằn, mái cong, đầu dao cong bút, tất cả là của nền văn minh Bách Việt. Chính vì vậy, quý vị có thể ngờ rằng Hán Hiến Đế, tức là một cái vị vua cuối cùng của triều Hán, đã phải thừa nhận như sau: giao chỉ là đất văn hiến, núi sông un đúc, chân bảo rất nhiều, văn vật khả quan, nhân tài kiệt xuất. Thưa quý vị, thế nhưng một cái sự thật bi thảm là bước sang thế kỷ 20, dân tộc Việt Nam chưa tháo gỡ được cái ách thống trị của thực dân Pháp, thì chủ nghĩa cộng sản đã tràn vào Việt Nam, đưa dân tộc Việt vào cái thế khốn cùng. Cộng sản Việt Nam đang núp dưới chiêu bài giải phóng dân tộc để bành trướng cái chủ nghĩa cộng sản, tạo cơ hội cho tư bản nhân danh thế giới tự do phải ngăn chặn cái làn sóng đỏ tràn xuống Đông Nam Á. Hậu quả là hàng triệu người đã phải hy sinh oan uổng, để rồi hơn 90 triệu đồng bào Việt Nam đang phải sống dở chết dở dưới cái chế độ cộng sản bạo tàn phi nhân của tập đoàn Việt Giang Cộng sản, là những tên thái thú sát Việt nhưng mà hồn tộc, bất nhân hại dân bán nước. Với cái chủ trương nô dịch của cộng sản, biết bao thế hệ Việt Nam đã bị nhồi nhét trong nền văn hóa mắc lê phi nhân tàn bạo, mà cái hậu quả là tạo ra những cỗ máy vô hồn, những con người vô cảm, lạnh lùng, bất gốc. Trong khi đó, hơn 4 triệu đồng bào người Việt Nam tị nạn trên khắp thế giới
nên thế hệ con em chúng ta hải ngoại phần nào cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa ngoại lai mang tính thực dụng, quên đi phần nào cái bản sắc của văn hóa truyền thống tràn chứa tình người. Chính vì vậy, vấn đề hết sức khẩn thiết là phải làm sao phục hoạt được văn hóa Việt, phục hưng được minh triết Việt để tẩy rửa mọi ý hệ ngoại lai, mọi ý đồ truyền bá văn hóa Trung Quốc đang được những tên thái thú mới sát Việt hồn tàu đang thi hành mệnh lệnh của quan thầy Trung Cộng ra sức nhồi sọ, nhồi nhét dân tộc Việt. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, việc tìm hiểu về huyền thoại rồng tiên khởi nguyên của dân tộc với nền văn minh Việt cổ là một yêu cầu hết sức cần thiết. Chúng ta phải làm sao xứng đáng với tiền nhân? Chúng ta phải làm gì để không hổ thẹn với hồn thiêng sông núi, với anh linh của những anh hùng liệt nữ Việt Nam? Toàn thể đồng bào Việt Nam trong nước và hải ngoại cùng nắm chặt tay nhau, muôn người như một cùng đứng lên để đáp đời sông núi, để cứu quốc và hưng quốc, tô điểm giang sơn gấm bóc, xứng danh ngàn năm là dòng giống lạc hồng. Chúng ta hãnh diện được làm người Việt Nam thuộc một đại chủng lớn của nhân loại để ngẩng cao đầu, sánh vai cùng các cường quốc trong thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại. Chính cái niềm tự hào dân tộc sẽ thôi thúc lòng yêu nước của toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta, nhất là thế hệ trẻ trong nước và hải ngoại, vươn lên để làm một cuộc cách mạng đại Việt Nam, cách mạng hóa để hiện đại hóa Việt Nam. Cái điều kiện khách quan của lịch sử đã tạo cho dân tộc chúng ta một thế hệ trẻ có đầy đủ tri thức của thời đại để hoàn thành một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật siêu vượt, đưa đất nước chúng ta lên sánh vai cùng các cường quốc trong thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại. Thưa quý vị, thế kỷ 20 chúng ta có bộ Việt Nam sử lược của sử gia Trần Trọng Kim và lịch sử Việt Nam thời thượng cổ Việt Nam đất nước con người của sử gia Đào Duy Anh. Nhưng mà ngày nay với sự tiến bộ vượt bậc của học, đặc biệt là khoa di truyền học và khoa đại dương học, đã cung cấp cho chúng ta những kết quả khoa học thuyết phục nhất, mới nhất về nguồn gốc của dân tộc. Các công trình nghiên cứu về ngôn ngữ học cũng đã đóng góp phục hồi sự thật lịch sử về cội nguồn của văn hóa Việt Nam, về văn minh Việt mà chúng ta là những con dân đất Việt phải trân trọng bảo lưu bản sắc văn hóa truyền thống Việt, một dân tộc có gần 5.000 năm văn hiến. Trong ý hướng đó, chúng tôi cố gắng tóm lược lịch sử từ thời lập quốc cho đến ngày nay trong tác phẩm Lược sử Việt Nam gồm 2 quyển dày 1.200 trang từ thời lập quốc cho đến ngày nay, để thế hệ trẻ Việt Nam hiểu rõ tường tận lịch sử nước nhà, đứng trên quan điểm dân tộc để phân biệt với các triều đại trong lịch sử Việt Nam, chúng tôi gọi là nhà Ngô, nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần. Còn các triều đại của lịch sử Trung Quốc chúng tôi gọi là triều Hán, triều Đường, triều Tống, triều Nguyên, Minh, Thanh, chứ không thể gọi là nhà một cách bừa bãi như những bộ sách sử của chúng ta từ trước đến giờ. Thưa quý vị, nhà nó là cái gì? Thân thương mái nhà của chúng ta, người thân vợ, người chồng thân yêu chúng tôi gọi là nhà thôi, chứ không thể gọi cái kẻ thù truyền kiếp của chúng ta là nhà được. Một khi thế hệ con em của chúng ta hiểu rõ về cái bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt, về cái đời sống văn hóa tâm linh Việt, về những lễ Tết hội hè đình đám của dân tộc Việt, thì thế hệ con em chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái giá trị cao đẹp của bản sắc văn hóa truyền thống của nhân bản Việt. Con em chúng ta có quyền tự hào là con rồng cháu tiên của một dân tộc có lịch sử lâu đời như danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã tuyên xưng: chỉ có nước Đại Việt ta từ trước mới có nền văn hiến ngàn năm. Anh Tàu Du Mục thì không thể nào có nền văn hiến được, thưa quý vị. Tổ quốc Việt Nam trường tồn, dân tộc Việt Nam bất diệt, Việt Nam muôn năm. Chân thành cảm tạ quý vị đã lắng nghe chúng ta cùng nhau tâm tình lịch sử về tự hào của dân tộc Việt. Chân thành cảm ơn quý vị.